sai farm rồi à? Thực ra tôi lấy hai cái quốc chim để tôi đánh nhau cho khỏe lúc đầu không ạ. Tại vì thằng kia nó về nó mua BF mà. Để tí mình mua nước mắt mình tích xong cũng được, không sao cả. Cháy sườn, quá cháy, em lại chơi Kai'Sa nhá. Nãy tôi vote cho anh em rồi đấy, Kai'Sa này. Kai'Sa hoặc là con Karita này. Canh nó xuống mấy cái pha này nhá. Ồ, vào check pha này là toang rồi rồi. Tự nhiên vào check con lưu chi vậy. Ồ, ok, không mất con lính là được rồi. Bỏ lính ra không? Tại vì thằng set nó đi là mất level 2 rồi không ạ? À, hiện tại Zaban có thể trên top được. Anh, tao. Ok. Ừ, team 3 thằng AD thì chịu được không ạ? Em có lá theo luôn anh. Ok. Lùi đi. Thật ra tôi lấy hai cái quốc chim để tôi đánh nhau cho khỏe lúc đầu không ạ? Tại vì thằng kia nó về nó mua BF mà. Để tí mình mua nước mắt mình tích sau cũng được, không sao cả. Quy lúc đầu để tôi lấy đam thôi. Nói chung là lên đồ theo tình huống à. Tại vì mình đánh nhau khỏe, giờ mình đánh nhau 2 là yếu hơn nó mà. Thì tôi sẽ lên hai quốc chim trước, lấy cái đam. Hai cái này là bằng cái BF rồi. BF bao nhiêu đam? BF 40. Hai này của tôi là 50, hơn 1 đam rồi. Đó các này không? Khi kiểu mình giữ này ấy, thì mình sẽ không bị thọt ra. Và công có thể công chủ động, công bách về hay công làm bất kỳ điều gì công muốn. Rồi mình giữ nhá công nhá, mình không đẩy, mình giữ thôi. Quan trọng thứ nhất ấy là mục tiêu rồng là hết à. Giờ không có rồng trên bản đồ này. Công giữ về này. Đó, công giữ giật về này. Đó, công giữ như này nhá. Đó, ra ban trên top rồi này. Ê, boss nó đi nhá. Chưa thấy boss ở đâu này, chưa thấy boss ở đâu này. Rồi, boss ở đây, boss ở đây, boss ở đây rồi. Đánh đi trên người đấy. Hơn người. Ok. Anh tự chơi được. Đó, những cái thế như đánh em chỉ giữ thôi nhá. Ok, thấy thằng Zaban không? Em? Thấy anh. Là, chơi. Theo đúng không anh? Không lắm. Đó, anh em đẩy chưa? Anh em đẩy di chuyển hợp lý chưa? Rồi mình chạy ra mid, mình đẩy lính này. Mình ăn cái trụ liền luôn là. Em chạy xuống bot giúp anh ấy. Ok. Có gì canh tele chơi bot nhá. Rồi đó, anh em đẩy chưa? Phát này đẩy xong mình về liền luôn nha. 1 phút nữa ra rồng rồi này. Đó, về. Thằng kia nó ăn con người đá rồi nha anh em. Anh em lấy cái hướng nó đi vào người đá không? Phát này mình ăn được rồng rồi này. Rồi đó, lùi này. Rồi ra mid này. Ê, nó xuống kìa. Akali vòng xuống kìa. Đó, thấy không? Senna AD được không á? Không em ơi, Senna AD giờ yếu lắm. Tại vì căn bản là em chơi Senna AD ấy, em ăn lính thì nó tích cái nội tại nó khá là lâu. Chơi bây giờ người ta chơi support không à? Lao lên nó chọc đấy các bạn. Phải lao lên nó đẩy tôi về luôn đấy. Rồi giữ đây thôi nha. Boss em. Mày chạy đi đâu đấy? Đi lang thang luôn à? Đi lang thang trong sân có con bò là có con bò. Ê nó kêu. Tôi đứng cái nhìn mày kìa. Do Nguyên vừa tặng 30 sao cho bạn trận sau đánh Alpha đi. Alpha à? Ok anh ơi. Ok anh ạ. Đồng anh ơi. Ok. Anh tưởng mày phải rờ qua đây mày chơi được ngày luôn chứ. Quang Hậu vừa tặng 10 sao cho bạn. Tôi Timo là nãy hát ông một chục xác. Thôi ông ơi, ông bỏ con Timo của ông đi Hậu à. Lúc nào Timo hoài. Cay được chứ. Hay á. Đồng ơi. Đây rồi, đang ra này. Đấy, pha này được này. Đấy, pha này là em. Cái kia nó bế về kìa. Rồng nha. Không, đợt đấu chi ép cũng được mà. Được rồi, lùi đi. Ăn dưới cái này nhá.
Trời ơi, lốt rồi anh ơi, lốt rồi anh ơi. Ôi thằng này nó chơi anh luôn này. Ôi thằng này nó chơi anh luôn này. Ai da. Ai da. Ai da. Con nó chơi mình luôn chứ. Ok, Lightster em ơi. Ui, lông chết kìa. Pha đánh khéo quá nhở. Golden Pop của khác đánh khéo quá nhở. Hàng thế cả anh muốn thời căng lắm. Như Hunter à? Ờ, nó có thịt game á. Ghê quá ta. Golden Pop này. Được đấy nhở. Nhưng mà anh em mình đánh thế nó đi rồi. Cái pha này đi về, cái pha này về em ơi. Em bot cho em, bot cho em cái tên này. Ok. Đây cái biển của con cây xa đây, anh em có thể coi qua. Anh gì anh ăn cho anh. Từ từ em ơi. Lùi ngang. Úi đường em, đường nào. Đây. Rồi, anh chết rồi, anh chết rồi. Bọc đen. Tôm tép chứ còn gì nữa. Tôm tép. Ừ, chết rồi em. Ôi, em ơi, anh á. Cố, sao tự nhiên bỏ tôi vậy? Né quỷ. Ừ. Ừ. Hai thằng này nó chơi với nhau mà. Chơi nó bỏ em luôn rồi. Thôi bỏ em là đúng rồi. Ok. Thôi anh đánh gà lắm, giờ quay lại ABC để Slider với Artemis lộ hành cho vào đầu phải không? Tôi tầm này tôi quay lại ABC làm sao được không? Đang ăn cái có thằng ra này. Em ơi. Cho anh. Ra đây em. Ổn vậy? Ổn nhé. Để bó đây. Rồi, ok. Anh đang đẩy tôm ạ. Ơ kìa. Đi lang thang trong sân có con gà. Đi lang thang trong sân là bắt con gà, là thịt con gà. Lên dĩa. Gà nó chơi em, gà. Hình như ba thằng giữa boss hay sao ấy nha em nhá. Ba thằng giữa boss mà, anh bảo ba thằng giữa boss đó. Ok. Không sao em ơi, lấy được trụ top. Lấy được boss, lấy được top à. Ok em ơi. Sao vô được anh em? Sao tôi vô được anh em? Như lết đấy. Ok. Ok, Lightster. Anh giết được support nó, anh đánh nhau support nó. Ây da, lóng chết em ơi. Em giết thằng này trước, giết thằng này trước cho anh. Ừ, được rồi, ok đấy em ơi. GG. Lóng tan. Cái này toàn tốt hết đầu à? Ừ, tại tốt đấu mà. Thế là chắc tụng nhiều không? Để anh xem nào. Ui, cũng 18 em ơi. Cũng thế. Cũng có 18 điểm mà. Anh Noway ơi, cài phím như nào để xài skin bằng chuột đó? Đâu anh xài bằng bình thường, bằng phím bình thường. Chứ anh đâu có xài bằng chuột đâu em. Cũng 10 cái đam chứ. Ông là cái dối dạng háng vậy. Cái háng của tôi là cũng bạch nhiều lắm đâu. Team này là team gọi là team đam đều nhá. Đam chuẩn đấy. Không hề dạng háng một chút nào cả. Hello Phong, hello Phương Nguyễn nhá. Thách đấu nó rơi khoảng tầm 300 điểm đấy các bạn nhé. Để tôi coi qua mấy anh em bên kia mà. À, ông này là thôi thách đấu 520 này. Thách đấu 520 điểm này. Xem nào. AD này. Ui, cũng thách đấu luôn này, 497 điểm này. Mày gặp toàn thách đấu vậy. Bảo sao mình đảm cảm giác mình đánh nó gọi là đúng với cái nhịp của mình ghê.
Hello Ly Nga nha cậu nhá, chào cậu. Ừ. Chào anh em mới vô nhá. Anh em mới vô giúp em một like, bổ cho em quả like quả sẻ với nha anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người cuối tuần vui vẻ. Này, thách đấu này.